Xin chào anh em. Hôm nay mình làm cái video để test cái con Switch, Nintendo Switch cho bạn bạn khách ở Hà Nội nhá. Cái bộ này bạn ấy đặt mình lâu rồi. Đấy. Hôm nay hack với cả chép game xong. Nó khá là lâu tại vì là cái bạn ấy chọn cái thẻ nhớ 512. Game thì nó nhiều, với cả một vài game bạn ấy chọn thì mình chưa có sẵn cho nên là mình phải down. Đấy, cho nên cái thời gian down nó hơi lâu một chút. Thì bây giờ mới xong. Thì mình sẽ làm video test cũng như là giới thiệu luôn cái máy này cho bạn nhé. Thì cái bộ này là bộ OLED, Nintendo Switch OLED. Và cái bộ này là bộ new nhá. Đấy, hàng new chứ không phải hàng đã sử dụng đâu. Đấy, tuy nhiên thì mình vẫn cứ phải bung ra để mà cấy chip hack nhá. Đấy. Nhưng mà nó là hàng new, chưa ai sử dụng cả. Đấy, tất cả đều mới hết, full box, đầy đủ phụ kiện. Đấy, nhá. Đây, cái thân máy đây. Đấy, thân máy. Và hai cái joystick đây nhá. Đấy, mình đã bỏ ra sẵn rồi. Để mình cài game một thứ. Game thì nhiều, thì tí nữa mình sẽ đi vào cái phần game này sau. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái này sang một bên. Chưa, giới thiệu cái phụ kiện của cái bộ này. Đây, bộ này là bộ OLED, Nintendo OLED bản màu trắng nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đấy, thực ra là cái hộp này đã mở rồi. Đó. Đây, cái thân máy nó sẽ để ở đây. Hai cái joystick tháo ra để đây. Đấy, đấy là ngăn trên. Ôi, chạm camera. Ngăn dưới này, ngăn dưới đầu tiên nó sẽ có cái này là cái đốc nhá, cái đốc để kết nối với tivi. Đấy. Khi mà chơi nhiều người ấy, thì cắm vào cái đốc này. Đấy. Cắm vào cái đốc này, tháo hai cái joystick này ra. Đấy, tháo hai joystick này ra. Đấy, xong rồi găm cái thân máy vào đây. Đấy, găm thân máy vào cái đốc này nhá. Cứ găm lên thôi. Đấy, ở đằng sau này nó sẽ có các cái cổng kết nối này, mở cái nắp này ra. Đấy. Đầu tiên là cái adapter nhá. Là cái nguồn đấy. Cắm vào đây, dùng đốc bắt buộc phải có nguồn nhá, phải cắm nguồn để nuôi nó. Đấy. Cổng HDMI. Đấy, để kết nối với tivi. Đấy, kết nối cái con switch này này nó xuất hình ảnh lên tivi qua cổng HDMI này. Nó có một cái cổng mạng nữa này. Đấy. Dùng cái đốc thì nó sẽ có thêm một cổng mạng, thì ví dụ như đào game, đào ghiếc các thứ thì cắm vào cổng mạng, có dây mạng cắm vào cổng mạng thì nó sẽ đào nhanh hơn. Đấy. Tất nhiên là nó cũng sẽ có wifi nhé, nó có wifi, thì nếu mà không có dây mạng thì sử dụng wifi, có dây mạng thì nó sẽ tốc độ kết nối mạng nó sẽ nhanh hơn. Ok, ở bên này nó sẽ có hai cái cổng USB. Đấy, để cắm các cái phụ kiện gì gì đó. Đấy. Đây nó sẽ có cái đèn báo nhé. Nó đấy là cái đốc. Cái nắp này che vào khi mà luồn dây các thứ xong ấy thì là đi theo cái rãnh này. Để đợi cái nắp này vào cho nó đỡ rối. Nhìn nó đỡ. Ok. Đấy, phụ kiện thì gồm. Đây là tất cả phụ kiện của nó luôn đấy. Một cái bộ new full box thì nó sẽ gồm những cái phụ kiện như thế. Mình sẽ đi lần lượt từng cái phụ kiện một nhé. Chắc cái này vào đã, tính mình cứ cẩn thận làm từng cái một. Ok, đây là cái dây HDMI. Đấy, dây theo máy của nó nhá, dây chuẩn, dây zin của Nintendo đấy. Đấy, nó có dập cái chữ Nintendo ở trên cái dây này. HDMI để kết nối với TV khi mà bạn dùng đốc nhá. Ok, đây là cái cục nguồn adapter đấy. Đấy, chân Type C. Thấy chưa? Để cắm điện để cấp nguồn cho cái đốc. Đấy, hoặc là nếu mà bạn sạc máy thì có thể là cắm luôn vào thân máy được hoặc cắm lên đốc được. Đây, cắm vào thân máy thì nó có chân cái cổng Type C ở bên dưới đáy này nhá. Đấy. Ok, cùng nguồn. Tiếp nữa là cái gì?
Đây nó có hai cái này nó gọi là cái cháp hay sao ấy. Cháp này ấy thì để là khi mà mình tháo rời cái joystick này ra nhá. Đấy, tháo rời joystick này ra thì là mình sẽ gắn cái cháp này vào. Đấy, đây có cái khóa này, lock này. Đấy, ấn vào lock. Được chưa? Đấy, nó sẽ có cái dây đeo để mình đeo vào cổ tay này. Đấy, khi mà mình chơi những cái trò vận động ấy cần phải mu cái tay này nhé, quăng quật cái tay này ấy, thì sẽ phải đeo cái dây này vào nhá, đeo cái dây này vào để mà khi mà nhỡ đâu mình trượt tay chẳng hạn thì mình quăng nó không đập vào này nọ, nó rơi nó vỡ tivi hoặc là vỡ cái tay này. Đấy, ngoài ra thì nó có thêm hai cái nút này, lắp cái chip nhà và nó sẽ có hai cái nút này để mình chơi những cái trò mới quay ngang cái tay này ra. Đây, có cái để bấm, ok chưa? Đó. Tháo ra thì tháo ra nhá. Ấn vào cái nút tròn tròn này xong rồi trượt lên. À nhưng mà nó đang khóa này. Cái lock này nó đang lock thì mình phải unlock nó ra bằng cách gạt nó xuống thì mới rút được. Đấy, rút ra như thế. Được chưa? Lưu ý này. Cái cháp này nhá. Cái phần dấu cộng nó phải đi với cái joystick dấu cộng nhá. Đấy, đằng này có dấu trừ này. Đấy, lắp ngược nó sẽ bị lắp ngược như này là nó sẽ không ấy được đâu. Được chưa? Lưu ý cái phần này. Đấy, cộng đi với cộng. Còn có một cái nữa là cái trừ này. Đấy, bên trừ thì phải lắp xong bên này nhá. Nếu mà cái joystick có dấu trừ ở bên này ấy, thì lắp vào cái cháp này. Ok. Tất cả đều mới hết, mới trong ni lông, chưa hề sử dụng đâu. Đấy, mình sẽ bóc ra để mình review cho bạn thôi. Bộ này là mới tinh của tiệp luôn. Ok, ngoài ra thì nó sẽ có một cái này nữa. Cái này nó có cái gọi là cái báng này để giả lập gì đấy. Đấy. Mình tháo hai cái joystick ra. Đấy, xong gắn vào như này. Tháo nút cái này nữa nhá. Nhớ là bấm cái nút tròn tròn đằng sau ấy xong mới rút lên. Đấy, xong video đây. Được chưa? Nó sẽ thành một cái tay mình cầm này, mình chơi. Khi mà cái thân máy nó gắn với dock để xuất hình ảnh lên tivi, mình ngồi xa ra để mình nhìn tivi mình điều khiển thôi. Điều khiển cái này nhá. Đó. Đấy là tác dụng của cái tay này. Nó gọi là cái gì? Quên sử tên. Rồi, trượt ra nhớ là cũng phải bấm vào cái nút tròn tròn này nhá, nó là cái lẫy ấy. Thì mới trượt được ra. Ok. Đấy, phụ kiện của nó thì gồm những thế thôi, còn đâu là sách vở nữa. Còn lại hết rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quăng cái hộp này ra một bên nhá. Xong mình sẽ tập trung vào cái phần máy đây. Đấy, hai joystick bỏ ra đã. Review đằng sau trước này. Đằng sau thì nó sẽ có một cái chân rất là hay. Để có thể các bạn có thể dựng dựng cái máy. Đấy, dựng cái máy, được chưa? Có thể nghiêng ngả này, hết cỡ này. Đó. Đấy, cái thẻ đây, cái thẻ nhớ nó sẽ gắn ở cái chỗ này. Đấy. Thẻ micro SD nhá. Nếu mà bạn muốn nâng cấp thẻ thì mang qua mình nâng cấp, mà mua thẻ của nó phải là cái chip U3 nhá thì nó mới lốt được game, không là nó không lốt được đâu, nó đơ ra đấy. Tiếp theo đây là nút nguồn này, trên nóc này, nút nguồn này, nút tăng giảm âm lượng này. Đấy, ở bên này nó sẽ có một cái nắp để mà lắp cái thẻ game đối với việc chơi game bản quyền nhá. Con này thì máy hack nhưng mà vẫn có thể sử dụng được cái ROM gốc của nó để chơi game bản quyền, chơi online thoải mái nhá. Đấy, thì chơi online thì phải mua cái thẻ hoặc là mua cái tài khoản. Đấy, mua thẻ game mình nhét vào chỗ này. Rồi. Có một cái cổng tai nghe 3.5. Đấy đằng trước đây khe tản nhiệt nhá. Ok, ở dưới đáy của nó thì nó có cổng type C để sạc thôi và gắn vào cái dock thôi. Đó, đó là cái phần
thân máy. Rồi, đợi mình chút nhé. Rồi, đến lượt cái joystick. Thì cái joystick bên dấu cộng này nhá, thì nó sẽ có tua phím này. A, B, IX, dấu cộng. Đấy, có một cái cần và có phím home. Được chưa? Ở trên này nó sẽ có phím R với cả phím ZR. Đấy, ở bên home. Đấy, ở bên home thì nó sẽ có cái hai cái phím SL và SR. Và có cái đèn để báo báo thứ tự tay, nó có bốn đèn này. Đấy, thì tay nó sẽ có một lúc nó có thể kết nối được bốn tay nhá, thì nó sẽ có cái thứ tự đèn. Thì cái ví dụ tay này là tay cái joystick này nó sẽ là số 1. Đấy, còn cái này nó sẽ là số 2. Đấy. Có cái nút nhỏ này nút reset nhá. Đấy, ok chưa? Ở đằng sau này nó sẽ có cái nút nhấn để mà gạt cái lẫy cái khóa để mình rút cái joystick này ra. Đấy là cái joystick bên phải. Đấy, joystick bên trái thì nó sẽ có cái phím điều trừ này, một cái joystick này, cái điều hướng này. Đấy, và cả một cái bốn hướng này, bốn phím này. Đấy. Còn cái phím này là phím capture này, để chụp ảnh màn hình đấy. Phía này nó cũng có cái phím L với cả phím ZL. Đấy, ở bên này nó cũng có phím SL với cả phím SR. Đấy, nó giống như cái joystick kia, cũng có cái phím reset này. Đấy. Reset để nó ăn pair với cái thân máy này, có thể này, pair với cái thân khác. Đấy, đằng sau thì cũng có cái phím này để mà tháo mở cái phần joystick khỏi cái thân máy, được chưa? Mình trượt lên nhá. Đấy, ấn xuống nó tạch phát là được. Bên này tương tự thế nhá, ấn xuống. Đấy. Ok, bây giờ sẽ quay lại cái phần review về cái máy này. Review về cái máy này nhá. Zoom lên một chút nhìn cho nó rõ. Đây, mình sẽ vào cái phần setting của nó đây. Màn này màn cảm ứng luôn nhá. Nháy đúp hai lần thì mới vào được. Đấy, xuống này chọn phần data management thì ở đây mình có thể xem được cái dung lượng của thẻ nhớ cũng như là cái dung lượng của cái bộ nhớ bên trong của cái máy này. Đấy. Bên trong của máy này thì nó sẽ còn free 9,2 GB. Đấy, để khi mà mình chơi game ấy nó sẽ save game vào cái bộ nhớ system memory này nhá. Đấy, còn game thì sẽ cài hoàn toàn ở cái phần micro card SD này. Micro SD card này nhá, đang còn trống có 2.5 GB thôi. Đấy. Cài full hết ở bên này. Khi mà chơi game nó sẽ xếp cái phần xếp game nó sẽ sang cái phần system memory này. Được chưa? Đấy, mình có thể move data giữa cái system memory với cả cái SD card. Đấy, micro SD card. Đây thì mình sẽ xuống cái phần move này nhá. Còn cái quick cài này thì có lẽ là mình cũng chưa hiểu lắm, bỏ qua cái phần đấy đâu. Ở cái phần manage software. Đấy, manage software thì ở đây nó sẽ cho mình biết là những cái game nó đang cài ở đâu. Đấy, thấy chưa, và lên sẽ có danh sách các game cài. Đấy. Bạn để ý này, game nó cài ở đâu thì nó sẽ thể hiện ở đây, ví dụ dung lượng game nó đây. Đấy, nó đang cài ở trên cái thẻ micro SD card, được chưa, nó biểu tượng ở đây. Còn nếu như mà game cài trong cái bộ nhớ system memory ấy, thì nó sẽ ở cái phần bên này. Đấy. À, chỗ này nó sẽ thể hiện ở phần system memory nhá. Còn cái chỗ not play này thì mình cũng chưa hiểu lắm. Cái này khả năng là nó chưa chơi lần nào cho nên nó đang có cái not play. Đấy. Thì ở đây mình có thể xóa game được. Mình sẽ chọn game đấy và mình xóa nó. Delete software thì nó sẽ xóa game đấy đi nhá. Đấy, còn cái những cái phần khác ấy thì là mình cũng chưa hiểu rõ lắm, bỏ qua, các bạn cũng không quan tâm đến cái phần đấy đâu nhá. Rồi, ok. Đấy, list game đây. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, tất cả đều cài ở cái thẻ micro SD card bách ra ngoài. Rồi, đấy là cái phần chính. Cái phần khác có thể là bạn xem ví dụ system để xem thông tin của cái máy này thôi, ví dụ như system update đấy, rồi là nó kia language này, rồi là time các thứ thì nó ở đây, control battery, đại loại là cái phần cấu hình liên quan đến máy
thì nó sẽ nằm ở cái phần này, system nhá. Serial number info các thứ là nó ở đây hết. Đấy. Thì cái này các bạn tham khảo thôi. Đó. Rồi có các phần khác, ví dụ như là TV setting thì nó sẽ cài đặt những cái phần thông số thiết lập từ dock lên TV. Đấy. Controller với cả sensor, tức là controller tức là cái joystick này này. Đấy, vào đây sẽ phần cấu hình controller. À, ví dụ controller mà vibration tức là rung cần này, thì nó đang on bật lên. Đấy, nó có vài cái phần này update controller. Rồi có cái firmware của controller thì nó sẽ update ở đây này nọ kia. Clip cả liếc. Cái này thì cũng tham khảo thôi nhá, không quan tâm đến cái này nhiều lắm. Phần sleep mode thì cấu hình cho phép đây, ví dụ như là auto sleep này. 10 phút thì nó sẽ chuyển sang chế độ sleep nếu như mình không sử dụng nó. Đấy. Auto sleep khi mà connect với TV là 1 giờ. Đấy. Khi mà mình đã cắm cái dock kết nối với TV mà không sử dụng nó 1 giờ sau nó sẽ sleep. Cái này bạn có thể set lại được cái thời gian này nhé. Đấy. Ok, thì những các cái thông số khác bạn tham khảo. Notify này. Thêm tức là cái giao diện này. Cái ảnh nền các thứ này nọ. Rồi, cái phần user. User ở đây thì mình tạo sẵn user này, bạn có thể add thêm user để có nhiều người chơi kết nối thêm, mua thêm tay thì vào cái phần đấy, add thêm user. Đấy. Còn phần internet này thì là đối với những khi mà mình switch sang cái ROM gốc ấy thì mình sẽ dùng internet hoặc YouTube điều tiết các thứ thoải mái nhá. Ok, còn những cái phần khác thì tham khảo thôi. Không có cái gì cả, bách ra ngoài hoặc là bấm phím B. Đấy, phần game đây. Và on software này. Đây, tất cả những cái game mà bạn yêu cầu mình hầu như là được hơn 99%. Chỉ còn hai game là không cài được tại vì bộ nhớ nó đầy rồi. Trong cái list của bạn gửi ấy. Đấy, với cả có cái Team Point này. Team Point này thực ra là mình phải mua hot. Đấy, thì mới download trực tiếp từ cái Team Point này về được. Đấy, cái hot đấy thì mình phải mua. Có một đồng chí ở trong Hồ Chí Minh ấy, bán hot đấy khoảng độ hơn 300 gì đấy. Mình mua cái hot đấy, mình add vào đây, mình có thể down thích game gì lên cái Team Point là có list game ấy, mình thích game gì mình down về luôn, down trực tiếp với mày. Ôi, ok, thì bây giờ đấy là mặc định khi mà bật máy lên thì nó sẽ tự động nó vào cái ROM hack nhá. Thế còn mình muốn switch sang cái ROM gốc của nó để mình chơi những cái game bản quyền hoặc là chơi online chẳng hạn thì làm cách nào? Đây, thì bây giờ muốn switch sang thì mình phải khởi động lại máy bằng cách là ấn giữ cái nút nguồn ở trên này, trên nóc này. Đấy, xong đó là xuống chọn phần Power Option. Đấy, mình sẽ chọn Restart. Đấy, lưu ý là trong quá trình Restart mình nó yêu cầu mình phải bấm cái phím này, Volume trừ này. Đấy, thì mình phải thao tác nhanh nhé, không là bỏ qua cái bước đấy thì nó sẽ qua mất, nó lại boot vào cái ROM gốc. Restart lại sao nhỉ? Mình chưa làm gì cả, làm lại nhá, giữ này. Đấy. Power option restart. Đợi nó restart. Đấy, đến cái bước này mình bấm nhanh volume trừ. Đấy, thì nó sẽ vào cái menu như này, còn nếu như mình không bấm cái volume trừ ấy. Đấy, cái phím trừ volume này thì nó sẽ boot qua luôn, vào luôn. Đấy, mình sẽ bấm volume trừ nhá. Sau đó mình sẽ chọn cái phần reboot này. Đấy, chọn phần reboot. Đấy, và mình sẽ chọn cái ROM OFW. OFW này có nghĩa là cái ROM gốc của nó nhá. Đấy. OFW. Đấy, nó sẽ boot vào cái ROM gốc thì nó sẽ có cái logo Nintendo. Đấy, còn cái ROM hack ấy thì nó sẽ logo nó khác, để tí nữa mình sẽ boot lại cho mà xem. Đấy, ok, nó boot vào được rồi nhá. Thì ở cái ROM gốc này thì chả có game gì cả, tại vì cái ROM này nó bắt buộc bạn phải mua game bản quyền nhá. Một là mua cái thẻ game nhét vào đây, hai là tạo một cái tài khoản. Đấy, xong rồi lên cái phần eShop này này, vào cái phần Nintendo eShop này này để mua. Đấy, tất nhiên là phải add cái thẻ tín dụng vào cái tài khoản Nintendo thì mới mua được trên store của nó nhá. Đấy, thì ở cái trường hợp này ROM này thì mình có thể chơi được online. Đấy.
Cái này mình đã cài chống ban rồi nhá. Mặc dù là cấy chip hack nhưng mà mình đã cài chống ban rồi, cho nên là yên tâm không sợ Nintendo nó ban máy đâu. Đấy, vẫn chơi được cái ROM gốc của nó bình thường nhá. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ boot lại cái ROM hack nhá. Boot lại ROM hack thì cứ khởi động lại máy thôi. Giữ phím này này. Đấy, xong rồi chọn Power Option, chọn Restart. Đấy, xong kệ nó thôi, không làm gì cả. Tự động nó sẽ vào cái ROM hack. Đấy, ROM hack thì nó sẽ cái logo của nó sẽ như này. Đấy, logo như này, không phải cái logo Nintendo nữa. Được chưa? Rất hay, chơi cái thằng Switch này nó rất là hay. Có thể chơi on off. Chip này là mình hack chip chip xịn nhất rồi nhá, nên là yên tâm không sợ bị lỗi liếc gì đâu. Đấy, được chưa? Ok. Thì bây giờ mình sẽ thử chơi một game nhá, test thử một game nhá. Đấy, test game này luôn đi, game này mới đào này, mấy cái game này mới đào này, chơi luôn, chọn user, ok, test một lúc thôi. Đây cái phần kết nối internet thì cứ cancel bỏ qua nhé, tại vì những cái game này thường nó sẽ hỏi có chơi online không. Máy là cái ROM mình đang boot ở ROM hack này, với cả game hack thì mình sẽ không chơi được online, mình sẽ cancel, chọn sang cái cancel. Game nào cũng thế, game nào cũng sẽ hỏi cái phần đấy. Ngôn ngữ đây chỉ có tiếng Anh thôi, không có Việt hóa, cái game này không có Việt hóa. Y để continue. Accept. Skip sign in. Đấy, sign in để chơi online. Thì mình đang ở ROM hack thì mình sẽ chọn skip sign in. In, accept. Nếu mà chơi cái đằng Switch này thì rất tiện, mình mang đi đâu chơi cầm tay nó rất tiện. Y để start game này. Đấy, chọn nhân vật. Này, qua tất cả các cái. Đấy, xong rồi chọn start do đây. À, nêm 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 nhập nêm nhập đại một cái nào đi. Start. Ok.
Chơi cái bản OLED này hình ảnh rất đẹp. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spell casting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with. Cái này mình đọc được tiếng Anh thì có thể hiểu được cốt truyện nào. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Then I confess I may have miscalculated slightly on my. Đấy, nói chung là vào game thì rất nhiều game bạn về bạn trải nghiệm nhé. Cái thời gian của mình cũng có hạn, nên là mình sẽ không đi sâu vào cái phần game được đâu. Đấy, mình sẽ chỉ dừng lại ở cái này thôi. Để mà thoát game thì bấm cái phím home này. Bấm phím home này nó sẽ về cái màn hình chính. Đấy, tuy nhiên thì game nó vẫn đang chạy ngầm ở đây. Đấy, nhìn này. Cái game nó đang có playing, tức là đang chạy ngầm. Đấy, mình phải close cái game này đi. Thì bằng cách là đây, bấm X hoặc là mình tớt vào đây luôn, close software, hoặc là bấm phím X. Đấy, chọn close. Đó, thoát game thôi. Đấy, ok, game thì bạn về bạn cứ trải nghiệm nhá. Đấy, thì mình chỉ giới thiệu qua thế thôi. Nói chung là chạy rất là mượt. Đấy, tắt máy. Đó thì mình sẽ ship cái bộ này cho bạn ở Hà Nội thôi. Đấy, tắt máy nhá, thì bạn cũng giữ nguyên phím này, giữ cái phím nguồn này một lúc, nó ra cái menu này, chọn Power Option. Đấy, xong chọn Turn Off nhá, Turn Off là tắt máy. Chứ bạn đừng có ấn một lần thì nó chỉ chuyển sang chế độ Sleep thôi, máy nó vẫn chạy nhá. Chế độ Sleep nó sẽ hơi tốn pin đấy, cho nên là chơi xong cứ làm cái bước tắt máy như thế, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ ship. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp mình, hoặc là inbox Zalo, Facebook trong cái phần mô tả video nhá. Đây, thông tin về Zalo này, rồi là page này, với cả cái kênh TikTok của mình ở đây. Đấy, thì mọi người cứ liên hệ qua những cái kênh đấy. Zalo là nhanh nhất nhá. Rồi, video này cũng khá dài, mình sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Nhớ ủng hộ mình.